Vâng, chào mừng anh em trở lại với kênh review quê hương tươi sáng của Tướng. Hôm nay Tướng trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng, quý nhà đầu tư sản phẩm đất trang trại nghỉ dưỡng ở đường 4G, chiềng Ban Mai Sơn. Vâng, mảnh đất rất là tuyệt vời, dùng để làm kho xưởng hoặc khu nghỉ dưỡng, đấy, hồ câu cá, dịch vụ chẳng hạn. Đây là mảnh đất vô cùng tuyệt vời, đường 4G rộng thênh thang. Với diện tích mặt đường là 15m và sâu vào khoảng 200m. Tổng diện tích của thửa đất này là 5.600m2. Còn nếu mình muốn mua thêm thì mặt đường còn 5m nữa để mua và mở rộng thêm mặt đường là 20m. Đó. Đây là vị trí vô cùng đẹp ở ngay ngã ba vào chiềng Van Mai Sơn anh em nhé. Với diện tích và vị trí đẹp như thế này thì anh chị có thể tham khảo và xem để dùng mục đích sử dụng của cái sản phẩm này. Theo Tướng biết thì cái khu đất này làm khu nghỉ dưỡng với cả khu hồ câu dịch vụ sẽ rất là tốt, vì cái hồ này 1.000m2 đấy, và sâu rất là sâu, đến 4m5 đó. Xung quanh là đất bằng phẳng đẹp. Nếu mà anh chị đầu tư hoặc mua ở vị trí này, ngoài ra đã có nhà sàn sẵn rồi, và thêm nữa là có chuồng trại của chủ nhà đã có sẵn rồi. Đó. Đây, mình review chuồng trại lợn với cả chuồng trại bò ở trong này nhé. Anh em mà làm trang trại chăn nuôi thì miễn chê rồi. Anh em chỉ việc sửa sang lại một chút, xong đó là mình có thể chăn nuôi trực tiếp lợn hoặc bò ở ngay vườn nhà của mình. Đấy, ngoài ra có vườn ao chuồng đầy đủ. Đây, đây là chuồng lợn, trại lợn đây. Đầy đủ công năng sử dụng. Bên trên này là trại bò, chuồng bò. Đó. Xây dựng một cách kiên cố đảm bảo. Đang có mấy chú bê chuẩn bị xuất chuồng. Đó. Nếu mà anh chị mà đến đây mua cái mảnh đất này thì Tướng đảm bảo về tất cả pháp lý, từ sổ lỏ đến việc chuyển nhượng mục đích sử dụng. Đất có sẵn 200m2 thổ cư, diện tích còn lại là đất trồng cây lâu năm nhé. Vâng, buổi review hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video khác.